Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên lìa chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, nên lìa bốn niệm trụ cho đến 8 chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên lìa 5 loại mắt, 6 phép thần thông. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, nên lìa 5 loại mắt, 6 phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên lìa 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng.